Cuối cùng, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bùi Văn Bằng gửi về từ North Carolina. Tôi, Bùi Văn Bằng, xin kính chào quý khán giả của đài FPTN. Không khí Giáng sinh đã bắt đầu len lỏi khắp mọi nơi, mọi không gian. Tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Baptist Phước Hạnh, 612 Poinsett Highway, Greenville, tiểu bang South Carolina, do Mục sư Nguyễn Văn Đại làm quản nhiệm, đã tổ chức đêm Giáng sinh trong ánh nến, được Mục sư Lê Khắc Linh đến từ Tucson thuyết giảng, được bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều đến và chấm dứt đến 7 giờ tối, ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019. Với tiếng hát của các em thiếu nhi về đêm Giáng sinh, đoàn rước nến tiến lên bàn thờ. Mục sư quản nhiệm Nguyễn Văn Đại có đôi lời chào mừng quan khách. Chúng tôi thay mặt cho Hội Thánh xin có lời chào mừng tất cả quý đệ tử con cái của Chúa, đặc biệt là quý thân hữu, là những người bạn đã nhận lời mời của Hội Thánh chúng tôi đến trong chương trình chiều hôm nay. Tôi xin ban ngôi Đức Chúa Trời xuống phước cho tất cả quý vị có mặt trong chương trình này. Và xin Chúa ban ơn cho chúng ta có một buổi lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh đầy ý nghĩa. Xin kính chào Mục sư, xin Mục sư có thể cho khán giả biết được cái ý nghĩa của đêm Giáng sinh trong ánh nến ra sao? Dạ, trước hết chúng tôi xin trân trọng kính chào Thầy Bằng, đại diện của đài SPTN ở miền Đông Hoa Kỳ. Thứ hai là chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của SPTN. Thật là vui cho Hội Thánh Baptist Phước Hạnh chúng tôi hôm nay được tổ chức một chương trình Giáng sinh về sớm hơn đầu của tháng 12. Chương trình của chúng tôi có chủ đề là Giáng sinh trong ánh nến, và sứ điệp Mục sư Lê Khắc Linh diễn giả từ Tucson của Oklahoma qua đây với chủ đề là ánh sáng cho trần gian, ánh sáng cho trần gian. Sở dĩ chúng tôi chọn Giáng sinh trong ánh nến là vì một cái khung cảnh ấm áp của gia đình trong một cái mùa đông lạnh lẽo, những cái ngọn nến thắp lên trong cái khung cảnh của một gia đình, một cái bữa ăn thân mật và đầy hạnh phúc. Và ngoài ra thì cái hình ảnh đó nó cũng nói lên cái sự sum họp trong Hội Thánh là một cái đại gia đình, và chúng tôi gặp gỡ nhau, đoàn tụ với nhau ở trong ơn lành của Chúa. Và hơn nữa, từ ánh sáng của ngọn nến lung linh bé nhỏ đó, chúng tôi liên tưởng đến Chúa Giêsu là ánh sáng của chân lý, ánh sáng của thế giới này, và chúng tôi muốn nhen nhúm lên lòng của mỗi người tín hữu trong Hội Thánh để tỏa soi cái ánh sáng chân lý của Chúa giữa trần gian tối tăm tội lỗi này. Và đó là ý nghĩa của buổi lễ mà chúng tôi có ngày hôm nay. Qua một cái chương trình của Hội Thánh Tin Lành Baptist Phước Hạnh, thật ý nghĩa của đêm Giáng sinh trong ánh nến qua sự diễn giảng của Mục sư thuyết trình làm cho mọi người hiểu rõ vai trò sứ vụ của mình là sưởi ấm chính mình, gia đình và bạn hữu, giúp cho mọi người cảm thấy gần nhau hơn, tỏa sáng về mầu nhiệm đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2019 sắp đến. Mục sư quản nhiệm rất cảm động sự hiện diện của các tín hữu nói lên lời tri ân và chúc lành. Nhân tiện trước khi chấm dứt, chúng tôi một lần nữa xin thay lời cảm ơn đài truyền hình SPTN và thầy Vũ Bằng là đại diện ở miền Đông này. Ngoài ra, chúng tôi qua màn ảnh của truyền hình, chúng tôi kính gửi đến tất cả quý đồng bào đồng hương Việt Nam ở trong cộng đồng Greenville và tiểu bang South Carolina, đồng thời là quý đồng hương đồng bào của mình ở trên toàn liên bang lời chào và lời chúc và mừng Giáng sinh đầy hạnh phúc. Và một năm mới 2020 bình an và phước hạnh từ nơi Thiên Chúa. Tôi, Bộ Văn Bằng, tường trình cho đài FPTN tại thành phố Greenville, tiểu bang South Carolina. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.